Các bạn đang là một combo bàn phím chuột và bàn phím số numlock của Mophie với tên mã là iMac. Đây là combo không dây được sử dụng qua cái USB receiver như thế này. Với USB này thì bạn chỉ cần cắm vào máy tính bàn, PC, laptop hoặc là TV để dùng. Còn nếu mà bạn dùng điện thoại hoặc là máy tính bảng thì chỉ cần mua thêm một cái OTG nữa là xong. Bên mình có bán OTG luôn, giá nó rất là rẻ. Hãng thì sẽ tặng kèm cho các bạn luôn là 5 viên pin để cắm vào cái thiết bị. Ví dụ như bàn phím số numlock như vậy thì sẽ dùng 2 viên pin, và khi cắm vô thì nếu mà các bạn muốn dùng thì gạt công tắc qua on, còn không dùng thì gạt công tắc qua off. Với con chuột hình tay thỏ như thế này thì rất là nhỏ gọn và xinh xắn dành cho những bạn nữ luôn nè. Thì sẽ sử dụng đây, hai viên pin sẽ lắp vào đây để dùng. Và cũng có công tắc gạt on off. Bàn phím cũng vậy luôn, thì cũng là để viên pin ở dưới đây để dùng luôn ha. Cũng có nút gạt công tắc on off. Thiết kế của mẫu này nó sẽ có cục gù lên như vậy để nâng cao bàn phím chống mỏi tay khi sử dụng lâu, và có 4 miếng đệm cao su để chống trơn trượt. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem qua về màu sắc thật của sản phẩm này. Đây là phiên bản màu hồng với con chuột màu hồng và bàn phím số cũng màu hồng luôn. Còn đây là phiên bản màu trà sữa. Đây, cũng con chuột cũng màu trà sữa, bàn phím số cũng màu trà sữa luôn nha các bạn. Đây là clip trên tay nhanh thôi, clip review chi tiết mình sẽ để link ở bên dưới nha. Còn đây là số điện thoại bên mình, nếu các bạn nào cần mua thì cứ liên hệ với mình là được. Đi mua hàng được miễn phí vận chuyển mình sẽ để bên dưới nha. Rồi xin chào các bạn.